Hôm nay tụi mình đi câu cá với lời cho các bạn. Hôm nay nước rất là đục, với lại dạo này mưa nhiều quá các bạn, cho nên là cá nó lên nhiều lắm. Lên xuống hả? Không, ok. Cái lại đi. Đã xa đây. Đưa câu đây. Đưa câu đây. Bữa nay ta câu nhiều chưa? Mấy chú câu nhiều quá. Đâu. Đâu. Chưa động đậy đúng không? Bữa nay trời mưa bão nè. Thì nước nó đục dễ sờ luôn mà người ta câu cá rất là nhiều. Hả? Không biết con cá đó có thấy được không nữa cô. Dạ, chưa biết chưa. Được. Bên kia thì có, thì bên kia có nè. Thì quay qua bên đây. Các bạn cảm ơn nhiều. Cá nhỏ. Cá gì? Không có. Đi quay chỗ cá này thôi chứ. Cá bè hả? Em không biết cá nhỏ hay không bè, nó lời quá. À. Cá này biết. Thì khúc này nó nhiều cá hơn nè. Cái thấy rụt rịch rồi mà. Trời đó, tôm không. Chưa có hả? Tôm rồi thả xuống lại, thả sâu hơn một chút đi. Đó, thả xuống sâu hơn. Thả lên dây sâu lên đi. Đó có đó bị kẹt cô à. Còn con thả chưa? Thấy chưa? Mấy chú kia có cá rồi đó. Mấy chú đó ở bên đó có cá. Giờ câu không giúp con nào luôn. Để em qua bên đây cái là của anh nó dịch lên nó nặng quá anh ơi. Đâu yeah. Ui dịch bốn con cá. Ui có con gì vậy? Lên thử bỏ vô đi ra ngoài thử có con gì vậy. Tỉnh chứ trời đâu. Ôi trời, cái gì vậy? Vô. Ôi nhiều cá quá. Cái mũ anh ơi. Biên tay luôn. Giờ bỏ mồi vô lại nè. Ồ. Thế lại vậy hả? Ừ. Đóng luôn. Cái mũ không. Thâu. Cái mũ. Mũ đóng luôn. Khỏi cần đi xa. Rồi thả xuống lại đi. Thả xuống lại. Có mồi chưa? Có nào. Rồi thả xuống lại đi. Cái cột trời. Hai mũ lại cái dừa. Hay quá, hay luôn. Ba mũ. Ba mũ bỏ xuống lại. Bỏ xuống lại nó đục quá, chỉ có con nhỏ không à. Để lên cái mũ được không hả? À. Thôi có cái chưa? Có chưa nghe đi. Có chưa? Thấy cái đồng đậy chưa? Chiều này nước lớn ít cá hả hay sao vậy ta? Chứ em câu được cái gì? Mú cá bè. Ủa cá mú có cá bè luôn. Ôi. Đây thả lờ mới được cá mú. Ủa cá mú cá bè luôn kìa. Ủa nó cay, nó ăn xíu ở đây nè. Đó. Nè. Đó. Đã xa chưa? Trời ơi. Kéo lên thử. Rồi. Đó. Được một con rắn đấy. Kéo lên. Trời. Giờ sao đổ dây luôn hả? Đổ ra nè. Đổ ra thử con gì. Con này gọi con gì con? Con cá gì? Trình là lớn hơn mà, phải không? Cá lị. Cá này là gọi cá lị, không? Cách trình là lớn hơn. Dạ. Bà xuống. Rồi ai có lấy không? Cách lì giống như con rắn quá ha. Đục hết. Chưa chết rồi. Chưa. Con bé. Chết rồi. Con.
xong mấy con nè, đó đó đồng đồng này nó thử con à, sống á, sống sống hả, con sống nó bò kìa, lươn luôn rồi. Ơ chừng nó lại, lấy cái vợt á, vợt lấy cái vợt vậy, lấy cái vợt không hết chạy để quay, lấy cái vợt đi. Ô tại tại được một con đây à, tập vô luôn vậy, vô cho nó vô. Đó là cắn rồi. Thả lên được con. Con này cái tên bự luôn. Mấy chú là câu được cá hồng Mỹ, cá cái gì? Với lại là cá hanh, cá hanh. Cá mú luôn. Chú đã 2 3 kg đó. Mình kiểm tra cái lờ mình nãy giờ mình ngâm cũng lâu rồi đó. Không, ở đây nhiều cá lắm. Cái cầu cảng hồi xưa nè. Có chưa? Có cá chưa? Thì ngâm lâu chưa? Cần ngâm lâu chưa? Vậy má đã. Kéo lờ lên thử con. Thấy. Kéo à? Kéo thử coi. Coi kiểm tra thử cá không? Nãy giờ lâu lắm rồi. Ở bên kia câu được cá hồng rồi luôn á. Ôi, ôi được 2 con kìa. Đây, con cá chim, cá chim. Hai con cá chim với các bạn. Bự lắm. Lên 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 lên. Ôi ôi. Vô. Lẹ lẹ. Rồi, nấu cánh chua ổn luôn. Bà vừa lấy không em? Đó. Chim bự quá, bự bự quá, bự luôn trời ơi, bữa đây là nước luôn. Lớn á, ôi ôi cá chim một con, một con, con này nó to to ghê không, đang sống mà to nào đấy, ôi ôi con này đặt vô đá nè, nằm im bất tỉnh luôn rồi, bất tỉnh luôn. Tại bây giờ sóng dập dữ quá mà nó vô đây nó mắc kẹt cái lờ nè. Trời, chim trắng đấy chứ. Ôi trời. Thả ra đi. Thả ra. Đó. Về nấu ơi. Về nấu là vết lầu luôn, nấu canh chua. Cái bìa ở đây có đây. Rồi bỏ vô. Cái chim. Cái chim, cá bè câu cũng có mà. Người này câu được cá bè, cá hồng, cá bè luôn. Cái này là thả ở đây chỗ đây đúng không? Đúng rồi. Đục nó vô hả ta? Vô. Ồ, hay chưa? Ủa, hai con thế rồi, bú mấy con. Bạn cho bú 3 con nhỏ. Nhà này có không? Không có. Trời ơi, cô. Rồi. Đã rồi hả? Này, hấp bún thơm cà hành tây rồi vô. Trời chết luôn. Cái này nó béo lắm, cá này rất là ngon. Hình như con này nó chết rồi đúng không cô? Nãy giờ mình để nó lâu quá, mình chờ một mẻ thứ hai nè, thứ ba nè. Mẻ này được cá lớn nè. Ừ. Hôm nay anh em mình là đã thả lờ xong rồi nha các bạn, và anh em mình trúng được mấy con cá mú với lại mấy con cá nhỏ nhỏ là còn thành mắt đó, nhất là mấy con cá chim nha các bạn. Con này là nó còn sống nha các bạn, còn con này nó chết rồi nha các bạn, và hãy các bạn video lần sau nha các bạn nhớ like và share cho tụi mình nha.